Chào mọi người đã đến với kênh Yêu Cây. Thì ở đây mình có một số chai nhựa nha mọi người. Đây là chai thể tích 1,5 lít. Thì mình sẽ tiến hành mình tái chế. Dự định mình là trồng hoa 10 giờ nha mọi người. Thì mình sẽ cắt đầu cắt đít để nối lại thành một cái trụ và đục lỗ để trồng hoa 10 giờ nha mọi người. Thì mình sẽ tiến hành cắt chai. Sau khi cắt xong thì mình sẽ tiến hành dán để nối lại nha mọi người. Thì mình sử dụng keo dán nhựa, keo dán ống nhựa mình dán lại. Thì mình dán những cái chai lại thành hình trụ nha mọi người, trụ dài. Thì sau này thì mình sẽ bỏ đất vào trong cái lòng của cái chai và trồng hoa 10 giờ lên. Cái bước này cũng hơi lầm cầm nha mọi người, tại mình cũng làm lần đầu thôi, nghĩ ra là làm luôn nên nó cũng hơi lộng cộng. Hy vọng thì nó sẽ thành công. Thì mình sẽ dán tiếp nha mọi người, dán những cái chai còn lại luôn. Sau khi dán chai xong thì mình sẽ qua bước tiếp theo là mình dùi lỗ nha mọi người. Thì mình ở đây mình cũng dùi gần xong rồi. Thì mình sử dụng một thanh sắt rồi mình nung nóng sau đó dùi. Thì mình dùi mật độ lỗ cũng hơi dày nha mọi người. Mình dùi khoảng cách đại đi, cứ thấy chỗ nào trống thì mình cứ dùi. Thì dùi này cũng lâu lắm mọi người, mình ngồi đây hơi bị lâu rồi, củi nó cũng tàn luôn, còn chưa xong nữa. Thôi chỉ ý tưởng thì cố gắng thôi. Cố gắng dùi cái lỗ hơi bự nha mọi người, do cái cây 10 giờ nó cũng khá là bự. Sau khi đã dùi lỗ xong thì mình sẽ cố định cái trụ chai của mình vào một cái chậu và cho đất vào nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hái cái hoa 10 giờ để trồng vào những cái chai mình đã thiết kế sẵn nha mọi người. Đây mình hái được số rồi. Thì mình sẵn thì mình tỉa cho cái chậu này luôn. Cái chậu này là hoa trong cái clip mà về hoa 10 giờ mọi người. Tiếp đó mình trồng demo để lấy giống thôi. Mọi người xem cho vui để xem quá trình phát triển nó thôi, chứ nó cũng dễ trồng lắm nên mình không có hướng dẫn gì hết. Clip đó hơi nhạt nha mọi người. Thì mình sẽ tiếp tục hái thôi. Sau khi mình hái 10 giờ về thì mình tiến hành cắt ra thành những đoạn nhỏ nha mọi người. Nếu như thế này là được thì mình sẽ tiến hành cắt. Sau khi đã cắt xong thì mình sẽ tiến hành mình ghim nha mọi người. Thì mình ghim nó vào những cái lỗ như mình đã tạo sẵn trên cái trụ này, trên những cái chai. Thì mình gán ghim cái mật độ nó dày dày một xíu nha mọi người, cho cái tác phẩm của mình nó mau được hoàn thành hơn. Thì mình sẽ ghim cây 10 giờ này thì rất là dễ, mình ghim đất và mình tưới ẩm thì nó sẽ ra rễ thôi.
Thì hiện tại mình đã ghim xong rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình chờ nó ra rễ cũng như nó ra hoa để quan sát nha mọi người. Thì mình sẽ quay qua từng ngày như những clip cũ. Hy vọng thì tác phẩm này nó sẽ được hoàn thành nha mọi người. Dưới gốc thì mình cũng trồng một ít, sau này thì nó sẽ phủ xanh hết ra hoa cho nó đẹp. Thì mình cùng chờ đợi nha mọi người. Thì hôm nay những cây mùi giờ của mình nó cũng đã bắt đầu phát triển vươn dài. Thì bữa giờ mình để trong mát cho cây nó hồi, mà mình chỗ đó cũng hơi râm nên mình đem ra nắng, phun nắng luôn nha mọi người, cho cây nó phát triển xanh ươm luôn mà chưa có hoa. Thì đây là cây mùa giờ của mình nha mọi người. Hôm nay thì nó đã ra xanh mướt và nó phủ kín những cái chai của mình rồi nha mọi người. Nhưng mà hiện tại nó vẫn ít bông lắm mọi người. Thì nụ thì khá nhiều nhưng mà bông thì nó cũng hơi ít. Do trong thời gian dịch nên mình không có sử dụng thuốc được. Mình không có mua được thuốc cũng như là phân bón lá để mình cho nó ra bông đồng loạt. Thì mọi người muốn nó đẹp, muốn nó ra bông đồng loạt thì mình có thể sử dụng phân bón lá với hàm lượng lân cao nha mọi người, lân kali cao đạm thấp như 6:30:30 để mình xịt vào cho nó ra nhiều hoa. Nhưng mà cái đó thì nó sẽ không được bền cây nha mọi người, nó ra một đợt rồi nó sẽ cây nó hơi si. Thì tốt nhất thì mình cứ để ra hoa lay gai nhuyễn nhuyễn vậy là cũng ok rồi mọi người. Thì như này thì mình cứ tưới nước cho nó hàng ngày và lâu lâu thì xịt cho một ít phân bón lá thì cây nó sẽ tốt. Thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Do mình bây giờ hiện tại thì mình ở trên thành phố, cái thời điểm quay clip này thì mình đang trên thành phố và mình chuẩn bị về quê. Thì clip này cũng ở tháng 10 mọi người, ba mở cửa thành phố thì mình sẽ về quê nên mình sẽ dừng clip tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như ủng hộ kênh. Thì mọi người hãy để lại cho mình một like cũng như subscribe kênh, đăng ký kênh đó mọi người để ủng hộ mình nha. Bye bye.